Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Không phải Trương Thế Vinh, Isaac mới là người hợp với Thúy Ngân nhất. Ảnh chụp vội làm bùng nổ visual. Thúy Ngân được ủng hộ rần rần khi đăng ảnh chụp cùng Isaac ở trường quay Running Man. Không phải Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát hay Chuân Phạm, Isaac mới là chàng trai được Running Man đẩy thuyền với Thúy Ngân ở thời điểm này. Lý do đẩy thuyền này bắt nguồn từ chuyện Thúy Ngân chia sẻ lên Facebook cá nhân những hình ảnh chụp cùng Isaac. Dù có Trường Giang, Chuân Phạm ngồi cạnh thì nhan sắc của Isaac và Thúy Ngân vẫn bùng nổ visual. Sự xứng lứa vừa đôi của Thúy Ngân, Isaac đã làm lu mờ hết những người còn lại. Xem cặp đôi tạo dáng chụp hình, fan Running Man phấn khích bàn tán nhiệt tình. Có khán giả nhận xét rằng Thúy Ngân vốn đã xinh đẹp, nên khi ở cạnh mỹ nam nào trông cũng đẹp đôi cả. Trước đó Thúy Ngân nhiều lần bị gán ghép với Trương Thế Vinh vì có không ít biểu hiện hành động cho thấy đang hẹn hò. Dẫu vậy, Thúy Ngân, Trương Thế Vinh vẫn nhất mực im lặng và không phản hồi gì về tin đồn yêu đương. Từ khi Running Man Việt Nam 2021 chơi là chạy phát sóng cho đến giờ, Thúy Ngân luôn được chú ý bằng nhiều lý do khác nhau. Có khán giả cho rằng cô hơi háo thắng, không quan tâm người khác, nhiều lần va chạm với đồng nghiệp. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, mọi chỉ trích về Thúy Ngân đều đã vơi dần. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.